Em xin kính thưa thầy và các bạn, hôm nay em sẽ đi trình bày bài tập vẽ lại mô đun 32 led đơn để viết kinh nghiệm ở 4 nút nhấn, viết chương trình điều khiển 32 led đơn chạy chuyển kiểu 5 kiểu khác nhau ra nút nhấn up và down. Thì đầu tiên thì mặt mô phỏng theo kinh nghiệm thì em đã mô phỏng xong trên đồ tốt, và sau đây em sẽ đi trình bày code để có thể chạy được cái mặt mô phỏng này. Và đầu tiên thì em sẽ đi khai báo hàm thư viện BitKit Ship 1 và thư viện BitKit Ship 32 Ladder. Thư viện này có sẵn nên em chỉ cần việc khai báo các hàm bên trong của nó, và em sẽ sử dụng các giá trị này, các giá trị các biến x, z, l có thể điều khiển thay đổi các led, và cái biến EZ1 là có thể hoạt động để hỗ trợ cho các biến này. Và trong hàm chính thì em sẽ đầu tiên sẽ đi khai báo các IC chốt, sau đó khai báo các ngõ xuất nhập, và sau đó thực hiện ngắt, thực hiện khai báo ngắt để sử dụng cho các nút nhấn, để khi mà nhấn nút thì có thể ngay lập tức chuyển ngay các trạng thái của led sang một kiểu khác, không phải đợi các kiểu nó chạy xong chương trình của nó thì mới bắt đầu chuyển kiểu. Và đây là hàm bên trong ngắt, thì hàm nó là vừa xử lý là xử lý 2, và nếu nhấn nút này thì nó sẽ cái biến xếp này sẽ lên 1, sẽ lên 2, và nếu là lớn hơn 7 thì cho nó bằng 7 luôn. Đây chính là các trường hợp, là 7 trường hợp. Và khi giữ thì không làm gì cả, khi nào mình nhả nút ra thì chương trình mới bắt đầu hoạt động, tương tự cho nút down. Và hàm void xử lý. Ở hàm void xử lý này thì em sẽ sử dụng script key để dễ dàng viết các trường hợp của led. Thì trường hợp đầu thứ hai trường hợp mặc định, nếu mà xếp 1 bằng 1 thì nó sẽ chấp tán liên tục xếp 32 led này. Và nó sẽ chấp tán liên tục 32 led. Và khi nhấn nút lên trường hợp thứ hai thì đây là trường hợp sáng dần từ phải sang trái và tắt dần từ phải sang trái. Đây là trường hợp nếu mà đi bén 32 thì nó sẽ sáng dần từ phải sang trái, và tiếp theo là bén 64 thì sẽ tắt dần từ phải sang trái, và nếu lớn 64 cho chia bằng 1 để thực hiện lại như vậy. Và tiếp tục là trường hợp thứ ba, nếu xếp 1 bằng 3 thì nó sẽ làm ngược lại so với cái trường hợp thứ hai, đó là sáng dần từ trái sang phải. Bây giờ sáng dần từ trái sang phải, và tiếp tục thì là tắt dần từ trái sang phải, và tương tự như hàm ít nhỏ 64 gì bằng 0 cho gì cộng cộng. Trường hợp thứ tư là sẽ sáng dần từ ngoài vào trong, đây là 16 led bên trái, nó sẽ sáng dần từ trái sang phải. Còn đây là 16 led bên phải, sáng dần từ phải sang trái. Và sau khi sáng xong thì em sẽ cho nó tắt dần. Và tương tự như cái led X này, 16 led sẽ sáng dần từ trái sang phải, và lần sẽ cho các led sáng dần từ phải sang trái. Và con led X này thì cũng tương tự như ở bên trường hợp 2 và 3, thì cho nó cộng cộng và cho bằng 0 nếu mà vượt quá 32 led, 32 lần. Bây giờ thứ năm thì cũng ngược lại so với trường hợp kia, là sáng dần từ trong ra ngoài, thì sáng dần từ trong ra ngoài, đây là led bên phải thì sáng dần từ phải sang trái, còn bên led bên trái thì sáng dần từ phải sang trái.
À không, ở bên trên là trái sang phải, ở dưới này là phải sang trái. Và tương tự ở dưới là sẽ tắt dần theo đúng cái chiều từ trên. Và tương tự như cái x nhỏ 32 này cho y cộng cộng và y bằng 0. Còn trường hợp thứ 6 là anh sẽ cho sẵn dồn. Sẵn dồn đây là sẽ sẵn dồn từ phải sang trái. Và thực hiện liên tục. Và dưới đây em sẽ tại vì sử dụng còn là for và nếu muốn nó khi nào mình nhấn nút thì nó phát liền thì em sử dụng cái lệnh if này. Nếu mà em sử dụng nếu if mà các số 6 nó sẽ kiểm tra trong 32 lần trong vòng for này sẽ được kiểm tra liên tục cái bin xếp. Nếu mà khi mình nhấn nút up hoặc down thì giá trị xếp một này nó sẽ thay đổi và sau đó thì nó sẽ kiểm tra cái giá trị xếp một này. Nếu mà nó các 6 thì sẽ go to exit, sẽ đi vào cái exit, đi đến cái exit và cái exit này sẽ sử dụng break để thoát khỏi cái trường hợp thứ 6 để qua ra trường hợp khác. Cũng tương tự như trường hợp thứ 6 là trường hợp số 7 thì nó sẽ đi làm ngược lại là sáng dần từ trái sang phải, sáng dần từ trái sang phải, sáng dồn từ trái sang phải. Và thiết kế cũng không khác gì, cũng là kiểm tra liên tục xem giá trị có bằng 7 không, nếu không thì đi ra ngoài và đi đến các trường hợp khác. Và sau đó sẽ đi vào đây là hàm void main, đây là hàm chung. Vậy là code em đã được thực hiện xong và sau đây em sẽ sử dụng code này để chạy vào chương trình chính trong mặt mô phỏng trên bộ code. Ở hàm thư viện nên có khai, trong thư viện có khai báo sẵn rằng nút up là BT0 và nút down là BT1. Thì đây là BT0 nên là bên dưới, BT1 là bên trên. Và bây giờ sẽ chặn thử và trường hợp hoạt động khi xếp một phần phần một thì nó sẽ chất phát liên tục. Sau khi nhấn nút thì sẽ ngừng lại tất cả các hoạt động và nhả ra, nó sẽ dịch. Đây là sáng dần từ phải sang trái và tắt dần từ phải sang trái. Trường hợp tiếp theo là sáng dần từ trái sang phải và tắt dần từ trái sang phải. Trường hợp tiếp theo là sáng từ ngoài vào trong, nhấn nút thì đứng yên và nhả ra lập tức thay đổi sáng dần từ trong ra ngoài. Đây là sáng dồn từ phải sang trái. Nhấn nút sáng dồn từ trái sang phải. Và khi nhấn nữa thì nó sẽ giữ nguyên trường hợp thứ 7, không giảm nữa, không tăng nữa. Và khi giảm dạng trước đây. Như vậy là em đã thực hiện xong và bài tập thực hiện vẽ mô phỏng kit và sử dụng 32 led trên protot và điều chỉnh sửa và sửa và viết code để sử dụng chuyển kiểu của 32 led. Tôi xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý nghe. Xin cảm ơn.